Rồi tư thế số 2 á là từ từ đó mình gặp người xuống, mình đưa cái mông đằng sau, tay cầm khép lại vào thật thôi mới đỡ biết không. Em chống cái phía dưới này nè cho nó thấp, người nó ra được cái tư thế bend over row hay tư thế dog V đó. Ok. Dạ. Đó không? Vô. 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 Đứng lên. Nhầm nhò gì? Xuống từ từ em. Không xuống nhanh quá sốc tạ. Đụng nhẹ gì cũng được, đụng nhẹ gì cho nó cả nó nghe con cũng được. Ép là vậy nè, đó, ép vậy mới là ép nè. Gym nữ tâm kinh, cực phẩm gymmer, thước tha đầy mạnh mẽ. Bây giờ là chúng ta vượt rào, đó chúng ta giới thiệu đến em và quý vị khán giả một bài tập khá là khó trên cái bị dumbbell. Nó là freeway rồi nha, nó qua tới dumbbell rồi. Nhưng mà bây giờ là mình đi những cái bài dumbbell căn bản, dumbbell quan trọng nhất. Bài đầu tiên là dumbbell ngực trên. Rồi nằm vô đi, nằm vô chỉ với cái tay hoạt động cái. Nằm ngửa hả anh? Chứ không lẽ nằm sấp, nằm ba nằm ngửa. Chọc là tao nói hoài. Rồi chân thì để đó cũng được, để thoải mái để à. Rồi cái tay nè, tưởng tượng cầm hai cục tạ vô hình. Tưởng tượng cầm hai cục tạ vô hình, đúng rồi. Góc tay giờ nhớ tới bài đẩy ngực chưa? Đó. Đẩy lên. Ừ, đó. Đẩy lên thở ra. Đẩy lên thở ra. Đó, đẩy lên thở ra. Ok. Rồi, giờ tập nè, nó sẽ quất quẩy ta. Rồi. Tập. Tạ chrome đó, tạ này sang lắm. Tạ mua thiết kế dành riêng cho nữ đó. Tạ chrome 4kg. 4kg thôi. Rồi, đẩy lên. Ok. Đó. Đẩy lên, ok. Thở ra nha, đó đúng rồi đó. Đâu tự đẩy một mình coi. Chuẩn. Chuẩn. Đó, chuẩn. Cơ đây phải chạy chạy nè, đó. Cơ đây nè không? 4-5 cơ thiếu, trong đó thiếu này nữa nè. Lên. Rồi. Ok. Ok. Đó, rồi cái cuối cùng á là xoay vậy nè. Xong rồi hạ xuống từ 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 từ. Bật dậy, bật người dậy để trên đùi. Đó, ok. Đâu làm lại cho đó coi. Tự làm coi. Đẩy lên. Xong rồi hạ xuống để đùi nghỉ đi ra. Không được. Tức là cái tay em đang nè, em nhớ chỗ này nó phải mượt mà, để xuống đây nè, xong hất lên luôn. Dập tới đây nè, làm luôn, hất lên, hất lên. Hất cái đùi lên đó, xong rồi ngã ra để, vậy đó. Làm lại cho nó được chỗ này mới được. Tự em xuống, đó, em lên thì được. Em lên tại giờ được, đúng rồi đó. Đó, xuống rồi. Em cảm thấy ok không? Cũng chưa lắm. Liên tiếp, xuống. Tức là cái tạ nó thấp thấp rồi đó, em mới xuống chứ không phải nó đang chân cao gì, em gập nó xuống. Lên. Hết được rồi đó. Đúng rồi. Lên, em thông minh không? Tập đi nói nhiều quá, thông minh gì. Tập gym là phải tập trung. Rồi lên. Đấy lên. Thấy nó nặng nặng đau đảo rồi không? Đùa hả? Đó. Ok. 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 Lại. Rồi, xuống đi. Xuống. Tốt. Để qua đầu gối. Nguy hiểm quá. Không được, em để qua đầu gối. Để qua đầu gối này nè. Ừ, rồi nó mới có lực nó hất lên. Đó, tạm ổn, đẩy lên luôn. Ok. Xuống, xíu đây, từ, tập trung. Phải tập trung, không có giỡn được mấy cái này, chấn thương thấy mẹ luôn á. Rồi. Freeway nó khó lắm nhưng không có giỡn. Ok. Lạng lạng rồi thấy không. Đó. Ok. Tập freeway không có PT chết chết luôn các bạn, thật sự tập ghê quá.
À, bạn không nghe thôi chứ tôi không ngờ nghe xương kêu rụp rụp mà tôi cầm vô cái tay này nó mất rụp nè. Đùa đâu. Ghê lắm á. Đừng có tự tin. Đừng có tự tin. Tiếc mấy đồng mặt cắt thêm BT xong rồi đi chấn thương chỉnh hình. Được rồi, buông ra luôn đi. Ok. Đi đi chỗ khỏe, mệt quá. Thôi nhưng mà tí đi chỉ bài khác. A few moments later. Nhớ là cái mông đặt ghế, cái chỗ này nó ưỡn rồi đó nè. Rồi ngã xuống đi, ok. Rồi cái tay của em á, như vậy là sai. Ok, nó bao giờ nó phải là cái vị trí đó. Nó xéo xéo xuống như nè, đó. Nó xuống tới vị trí này thôi. Rồi nó căng ra, xong rồi đẩy lên. Đẩy lên, đẩy. Đẩy không có cong cong cái tay của đó. Đẩy cái ngực nè, cái véo nó đẩy nè. Ok, đẩy lên, đó. Chứ không phải là cái tay đẩy. Đó. Nó phải căng chỗ này nè, ok, căng, điểm thấp nhất ở đây. Rồi xong rồi đẩy lên. Hai cục tạ gần chạm vào nhau. Cái cô chỏ này không thẳng, cô chỏ vậy đúng rồi. Chứ cô chỏ không thẳng vậy. Ừ. Nha. Bài tập này tác dụng vô những phần cơ sau đây. Thứ nhất, cơ ngực. Đây nè. Anh đụng chỗ nào là chỗ đó chứ không phải dưới nha. Đây, nó vô phần ngực đây. Rồi cái phần thứ hai á là phần vai. Nguyên vai ngay đây. Và cái phần 3 là cái phần tay sau. Phía sau đây nè. Tay sau nó tác động khi đẩy lên như nè. Đó, nó vô tay sau nè. Đó. Tay sau là tricep. Vai là shoulder, ngực là chest. Ngực con gái chưa phép cũng được nữa. Rồi bây giờ vai á thì em đầu tiên á em nên đứng tập. Bây giờ em đứng nhanh cái tư thế số 1 á. Bây giờ nhắc lại ba tư thế khi đi quay nè. Đứng tư thế số 1. Ảnh cái mông ra. Ảnh cái mông ra, cái lưng lóc lên nè. Đó, ok. Đó là tư thế số 1 nha. Rồi tư thế số 2 á là từ từ đó mình gặp người xuống, mình đưa cái mông đằng sau, tay cầm khép lại vào thật sâu mới đỡ biết không. Tư thế đó deadlift không phải chưa ra. Tư thế deadlift có nhớ không, chân động động đằng xíu. Tư thế deadlift có nhớ, deadlift khum nữa. Đó, cái tư thế số 2 là cái tư thế khum thấp xuống. Ok, nhìn có ra chưa, từ từ nha. Đó, tư thế số 2 là tư thế này. Tất cả những bài tập nó sẽ rơi vào một trong ba tư thế. Em nhớ ha. Tư thế số 1 là tư thế nãy anh chỉ rồi đó. Tư thế số 1 tư thế cắt squat. Mấy nhỏ mua đồ hay đứng mua đồ fitness ta. Đứng chân mua đồ thường hay không biết. Rồi tư thế thứ 3 là tư thế squat. Tư thế thứ 3 là tư thế squat. Ngồi xuống squat á. Ok. Đó ba tư thế. Khi tập gym free quay nó sẽ là ba tư thế này chứ nó không có tư thế khác nha. Hoặc về một trong ba. Rồi bây giờ bài tập vai là tư thế số 1. Tư thế số 1. Rồi tay cầm hai cục tạ vô hình tưởng tượng đó, đúng không? Đó, vị trí thấp nhất là vậy, gồng lên nhìn ghê ta. Xong rồi đẩy lên. Nhưng mà tại sao nó gọi là free quay? Free quay là hiếm khi nào nó đứng im ru vậy á, đúng không? Nó đẩy lên nè, nó sẽ có sự nhún nhẹ nè, tức là cái người nè nhìn người nè, nó sẽ có sự nhún nhẹ nó, chứ không phải đứng cạch như vậy đẩy, hiểu không? Nó free quay là nó như vậy, cái chân á bây giờ nó có sự nhún nhẹ thôi. Ờ, không phải là nhún dày, nhún nhẹ nhẹ thôi, tức là người nó lắc lư và nó đung đưa, nó mới là free quay. Em phải cầm một tạ vô, em mới hiểu là nên đung đưa khi nào. Đó, rồi bây giờ em cầm một tạ nè. Ở đây là cái này á, nó kêu là cái rắc. Cái rắc là những cái mà nó để tạ. Đó. Cái này á, kêu cụ thể hơn là cái dumbbell rắc. Cái thiết bị em đang cầm, nó kêu là dumbbell. Dumbbell là tạ hai đầu. Như dumbbell không rời xa giá đỡ. Suốt cuộc đời này, tôi luôn hướng về em. Tức là cái câu lời hai bài hát của nó là triết lý. Tức là những cái cục dumbbell á nó phải nằm trên cái giá đỡ vậy nè. Nó không nằm lung tung ở trong phòng gym này. Đó, và cuộc đời này tôi luôn hướng về em. Phòng gym bao chiều thời hạn bay cao thì nó cùng nhau squat đôi bờ mông trước sau. Nha. Rồi vô lấy đi. À, em học thể hình được nhiều lắm chứ không phải giỡn. Bước ra, đúng rồi, xong rồi đứng thành tư thế số 1, xong rồi đưa tạ lên. Ok. Đó. Xong rồi đẩy xuống, đúng rồi, đẩy lên, ok. Nếu mà bây giờ em khoan đung đưa, em đứng cứng luôn, em đẩy.
Có nó ra làm sao? Nè, cái tay, cái tay xuống nè, xuống, xuống, xuống. Nó vẫn bị sai anh nói. Anh nói là cái tay này nó phải dày. Em hiểu không? Nó không có lóc ra đằng sau vậy nó gãy. Nó bị lóc khớp. Nó phải đổ về phía trước một tí. Đó, và cái này nè, xuống nó nên như vậy, đừng có thẳng quá. Đừng có tuyệt đối nó thẳng quá, nó nên như vậy chút xíu. Đó, ok. Rồi, đẩy, đẩy đi. Đây. Sai rồi đó. Làm nhân quá sai. Sai rồi đó. Lại nè. Cái tay nó phải thẳng. Em hiểu cái gì gọi là trọng tâm không? Trọng tâm là khi mà cái cục tạ này á, nó sẽ có một cái trọng tâm theo phương thẳng đứng xuống mặt đất. Thì cái ống tay của em nó phải thẳng đứng, nó song song hoặc nó trùng với cái trọng tâm đó. Chứ nó không thể nào nó xéo được. Nếu mà nó xéo vậy là nó sai. Nó lệch vậy nó cũng sai, mà nó phải thẳng vậy. Còn nó thẳng ngang như vậy hay nó thẳng như vậy thì không có quan trọng. Đúng không? Mà cái ống tay này nó phải thẳng. Rồi. Đẩy lên. Đẩy lên, đẩy thẳng ngang qua đầu chứ không phải đẩy xéo xéo vậy, đẩy lên vậy nè. Hiểu không? Ok. Đó. Ok. Đụng nhẹ gì cũng được, đụng nhẹ gì cho nó cả nó nghe con cũng được. Okay. Rồi, tập đi. Tập đi, tập. Một cái. Rồi hai cái. Rồi ba cái. Rồi gác, nghỉ, chút xíu tập tiếp. Rồi gác, thả xuống. Ok. Ok. Cũng được, tốt, đẩy lên. Tốt. 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 Ừ, cũng được, ok rồi đó. Không sai, cứ đẩy đi. Những nguyên tắc căn bản em đáp ứng đúng là đúng. Rồi, đẩy lên. Rồi, em cứ đẩy, anh cứ nói cho khán giả nghe. Ở động tác này là chúng ta phát triển phần vai. Vai toàn diện ở đây. Và tay sau. Tay sau, vai tay sau. Nha. Nó sai nữa đây không? Sai biết mà. Nè, cái chỗ này nè, nó phải dày. Em cầm cục tạ nó cũng chưa có ngay chính giữa nữa. Em cầm lật qua bên này nè không? Em cầm cục tạ nó phải như vậy nè, đó. Trời đất ơi, giỡn hoài, cầm khó lắm, không phải giỡn đâu. Luyện mấy ngày luôn cầm mới được. Rồi cầm đi, đẩy đi. Rồi, ok. Rồi, chính xác. Rồi, bài này phải có PT kèm theo chắc 1 tầng, 2 tầng nữa tập mới được, gì đùa. Các bạn nhớ đây là buổi học nha, chứ không phải là buổi tập. Mà bao giờ các bạn thuê PT chứ phải qua, nó phải qua buổi học xong nó mới tới buổi tập. Đó không? Nên các bạn sẽ đòi hỏi, ôi tôi mới tập gym 1 tháng tôi có kết quả gì. Cũng tùy à. Cũng tùy chương trình nó ra làm sao. Rồi, lo học đi. Ngán chưa? Đó là bài đó, tên là bài Dumbbell Shoulder Press. Dumbbell Shoulder Press nha. Đó, bây giờ là qua một bài khác. Cũng là vai, nhưng mà nó là cơ chế upright. Upright. Còn cái kia là press. Press là gì? Là đẩy. Đẩy là press. Upright là kéo. Upright. Em nhớ luôn. Học có mà ngu tiếng Anh cũng phải biết được mấy chữ này. Upright là vậy. Em nhớ cầm cây chỉ chưa? Cầm cây. Cầm cây máy gì kìa. Cầm cây kéo kéo lên đó, nhớ chưa? Đó là cable upright. Còn này là dumbbell upright. Nó khác nhau về thiết bị nhưng mà nó cùng cơ chế tập vai. Nó cũng tư thế số 1 tiếp. Nó kéo lên. Kéo lên. Đó, kéo tới ngang ngang thôi, đừng cao quá xấu tay thôi. Hạ xuống, kéo lên. Là vai luôn. Bài này dễ tập hơn bài nãy. Vô luôn ha. Vô luôn. Rồi. Đúng rồi. Nó đều đều hai tay em. Kéo lên. Kéo kéo. Ờ kéo. Ok. Đúng rồi. Ok. Thả ra tay đây nè. Ok. Tập vai.
thẳng cái tay luôn, thẳng thẳng một xíu, không kéo, không phải kéo thẳng thẳng tay mà là cứ xuống cái tay thẳng thẳng một xíu cho nó ok, cho nó là cái răng nó nên cái người của em đang tới số 1 nhưng mà nó sẽ có sự đung đưa nhẹ này, nó đung đưa nhẹ này chứ nó không có phích người quá. Ok, kéo mà cảm giác phải mỏi chỗ này và nó vô chỗ này, nó vô hai chỗ, nó vô 60% là cơ vai và 40% là cơ cầu vai. Cơ vai tiếng Anh là shoulder, cơ cầu vai tiếng Anh là trap. Để về đọc tài liệu cho nó ok nha. Đây. Xong rồi phải lên web thorgym.com.vn đọc đọc cho mình rồi, nó nói nhiều lắm em. Em giỡn hoài, tao nói học đại học á là 4 năm. Còn cái thằng PT này học cũng là cả đời luôn á, nhưng mà có một cái là chúng ta học những cái căn bản để chúng ta đi làm, trong quá trình đi làm chúng ta bồi dưỡng thêm kiến thức. À, nhiều cái lắm. Nhức quá là gác tạ lên. Thấy. Động tác này của em tập cũng chưa có đẹp lắm, mà cũng không có sai lắm nên cũng thôi kệ. Freeway rất là khó nên chúng ta tập từ từ, chúng ta sẽ luyện. Chưa mới. Đúng rồi. Đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. À, đúng rồi. Tập ghế nào. Thì quay chờ ghế chị tống ghế. Đây. Đó. Rô là kéo, đúng rồi. Cứ tập cho anh cảm giác kéo kéo đó là ok. Mỏi cũng được, giúp mỏi gác tạ lên đó, nghỉ. Kéo lên chứ đừng kéo gần sau, kéo lên. Ừ, tức là kéo thẳng lên á. Ok. Đó, chứ đừng có kéo gần sau nha. Kéo gần sau là một tác khác nữa rồi đó. Rồi được rồi, nếu mà mỏi thì nghỉ. Rồi. Rồi. Đẩy lên luôn nè. Ok. Rồi, xong hai cái tay ống trên thẳng nha. Cái bài tập nó có tên là Overhead Dumbbell Tricep Extension. Rồi xuống. Từ từ anh chỉnh thấp này, dính chịu nổi chưa được nổi không? Nhẹ tay à. Cái này khép khép vô một tí nè. Khép khép một tí nè, nó chỉnh rớt trúng mấy anh chết luôn á. Nè. Rồi cái này nè, cái tay nè. Dán chịu được cái này nha. Cái này nó bẻ ăn sao tí. À. Chính xác. Rồi. Xong rồi á. Cái phần này nè, cái phần này nè. Dùng lực nè, đẩy lên. Đó. Căng nó thấy không? Đó, ok. Rồi xong hạ xuống. Đúng rồi. Dứt lên. Đó. Đẩy lên từ từ, không cần đẩy nhanh vậy đâu. Ok. Đó. Cảm nhận ra chưa? Thấy mỏi này chưa? Mỏi. Rồi nặng không? Dạ không nặng lắm. Không nặng lắm thì gắng tập đi, cục có nhẹ nhất rồi đó. Cục có 2,5 kg giờ nặng nữa tập gì giờ. Đó. Rồi xong kia lấy đủ thuộc rồi quay qua. Đó. Mình vô kiếm mình tập đi chị. Đúng rồi, hả không? Rồi, cái kiểu tập này em cảm thấy em cầm không thoải mái lắm. Em buông ra đi, em lọn cái tay cái vô đây. Bên kia cũng vậy. Không phải, dịnh cái phần chính là này. Chỉ lọn cái tay cái đi để kẹp cái này thôi. Em hiểu chưa? Rồi xong tập lại đi. Coi nó chắc tạ hơn không? Chắc hơn á. Ok, dứt. Đó. Mỏi quá. Cất đi, cất đi. Con múa ghê quá. A few moments later. Động tác nữa tên là tricep dumbbell kickback. Nhớ về coi lại video. Hình như các bạn không đúng rồi đó, không đúng. Nè, em cầm vô vậy nè. Cách tao cầm tạ. Nè, em cầm vô vậy. Em chưa giống anh, em cầm vô. Rồi, đúng không? Cầm vô vậy nha. Hai ngón tay cái ôm vô cái tạ nè. Đó, cầm vô vậy. Lấy ra. Đúng không? Xong rồi đứng tư thế số 1. Đó, xong rồi mình hất lên. Đó, tới đây. Ok chưa? Xong rồi đẩy lên. Xong rồi ra đây. Tại vị trí này nè, mình chỉnh lại cái tay một tí. Em bị ngược rồi. Đó, em bị ngược rồi. Nó khá là khó. Nè. Cái một chút xíu á. Này này không phải vậy, ở dưới cầm dưới đây nè. Cầm dưới đây nè, ok. Đó, cầm dưới đây nè nha. Xong em hất lên. Tới đây nè.
hất lên. Xong của tạ này lúc này đúng rồi, ngay vị trí này mình chỉnh lại mấy ngón tay ngoài thôi. Hai ngón tay cái phải giữ, không rớt cái tạ. Ok. Rồi, đừng có ép sát sát như tự nhiên thôi. Đó. Đúng rồi đó. Chuẩn. 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 Rồi, buông ra anh cầm, anh lấy ra cho. Rồi vô. Cầm cục 2 kg. Không tiêu rồi. Tư thế man overall. Trong thể hình đó, nó có tư thế là bend, bend over, bend over đó. Các bạn sợ tư thế bend over là ở trong mà cái ngành CV nó chưa là doggy đó các bạn. Doggy đó các bạn. Tư thế là được nâng mông ra sau, tay cầm khép lại đâu nữa. Đó, tư thế đó đó, tư thế này nè. Tư thế này. No. Thì cái bài này nó có tên là bend over tricep kickback. Dumbbell tricep kickback. Nó dạ, cũng là nó. Dạ em vô luôn. Rồi vô luôn, tập đi. Này bên Bình Tân nó chỉ sơ sơ rồi chắc em tập được á. Rồi. Ok. Nó có cần thì điếc chú kiến nhìn. Rồi dứt. Đầu tiên em dứt cái tay em lên cao cao lên. Đó. Rồi. Rồi. Đó. Chính xác. Ok. Các bạn sẽ thấy bạn nữ này tập bài này khá là tốt. Tại vì bài này bạn có tập rồi. Đó. Ở bên Thor Gym Bình Tân bạn có tập bài này rồi. Bạn tiếp cận bài rất là nhanh. Còn những cái bài hồi nãy là bạn không có tập đó. Đây bạn tiếp cận chưa được. Ok, thở ra. Duỗi ra là thở. Đó. Ok. Hạn chế lắc cái này nên phích lại. Rồi chỉ dưới cái dưới tập thôi, cái trên này. Cái tập nó đi, mỏi hả? Hay nghỉ. Đó. Rồi, dứt. Rồi cái tay của em dùng một động tác này, em vuốt lên. Đó, em vuốt lên, rất là mỏi chỗ này. Ok. Mỏi thật. Rồi mỏi xong đổi tay. Đổi tay, em quay qua đây. Cho tụi nó nhìn thấy cái mặt em đi. Đó. Đổi tay chưa? Đổi rồi phải không? Dạ đổi rồi. Đó. Vô. Mỏi quá chống nổi luôn hả? Mỏi quá chống nổi luôn. No. Rồi. Đúng rồi. Đó, đúng rồi đó. Đó. Khi mà xuống không cần phải tới đây thôi nè, không cần phải vô sâu quá. Ok. Đó. Ok. 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 Ok, rồi, tốt. Đó là tư thế với ghế. Rồi bây giờ là tư thế không cần ghế luôn. Tốn cái ghế bà ơi. Tốn cái ghế đó. Rồi giờ cái tay nào mới tập thì ngưng tập tay kia. Dịnh đây luôn. Đó. Đứng cho thoải mái coi. Đứng sao cho thoải mái chưa được. Nè. Ví dụ như anh tập bên này thì sẽ đứng như vậy. Ok. Đó. Em chống cái phía dưới này nè, cho nó thấp người nó ra được cái tư thế bend over hay tư thế doggy đó. Ok. Đó không? Không nghe gì hết hả? Anh nói giống như tôi thấy đót ghi với gì đâu. Nãy nói mấy lần rồi. Gì đâu trời. Thì mỗi môi trường nó có cách gọi khác nhau. Sao nó méo xẹo vậy má? Lộn em. Má. Qua đây nè, qua đây nè. Cái tay qua đây, đúng rồi, cho nó ngay ngay vô chứ chảnh. Rồi. Trông thẳng đúng rồi ba ơi.
kệ tại tay nó bị tật. Rồi dứt đi được rồi, đúng thế rồi, nghe nó nói. Ừ. Thế đúng rồi, thế này ngon rồi. Không có nhiều cách tập chứ. Ừ. Giọng cổ buồn mà. À, giọng cổ buồn mà. Rồi đó. Xong rồi đổi tay thôi. Rửa tay thôi. Đó, rửa tay tập luôn đi. Dễ mà, bài này biết tập rồi. Đó. Đó, ok. Cao cao lên. Ừ. Đó, cái tay cao cao lên. Trời ơi, nãy em coi tay thấp quá tè đúng không? Nó cái tay phải về nó mới vô nhiều nè. Thấp quá là nó không kích thích nhiều đâu. Vậy nó mới mỏi. Đó. Cao đúng mỏi không? Chứ sao? Chứ nó không tâm chít, ăn gian từ lưa hết rồi. Ok. Rồi, mỏi thôi. Bây giờ anh sẽ chỉ em tập chuột. Nói chung là phụ nữ thì không cần tập chuột nhiều, nhưng mà những cái bài này nên biết. Nên mình trong buổi tập mình tém tém vô một bài hai bài. Đó. Chẹt hả? Đó, đứng thẳng như này, cầm kéo lên thôi. Rồi ok. Đăng ký đi. Đăng ký. Đây. Rồi. Đúng rồi. Cầm giữa giữa nha. Rồi tập kéo lên. Đứng thế số 1. Ok. Đó. Ok. 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 Đó, đúng rồi đó. Ok, tốt. Khi mệt tiếp em. Rồi bây giờ chúng ta có cái tập khác. Bây giờ chúng ta sẽ có cái tập khác ở bài này. Ok, chúng ta không có tập như nãy nữa. Nãy là hai tay cùng lúc, bây giờ tập khác. Em kéo tay ra tập trung về bên này. Xong rồi hạ này xuống. Xong rồi ta kéo bên này ra. Nó có tên là Antonastin Dumbbell Curl. Những cái nào mà luôn phiên á, nó tên là Antonastin. Nha. Rồi vô. Đó. Đừng có vội vàng. Hết này tới kia. Vậy đó. Khỏi say khỏi siết gì, cứ tập vậy thôi. Dứt. Đúng rồi. Thì em thích tất cả tập nào cũng được hết á. Tốt. Rồi. Ra tập hết bài này đi, anh cho nghỉ coi like của idol. Chứ nãy giờ idol like mà em cứ gần quýu dịch tăng 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 nãy giờ. Hồn phách lên mây. Đó. Ok. Coi idol. Rồi thôi, giờ tâm trí tập hết nổi rồi các bạn. Tâm trí giờ bạn này tập hết nổi rồi, thôi cũng đã mệt rồi. Cũng đã được 2 video ngày hôm nay. Thì thay mặt ekip chương trình, Duy Nguyễn cảm ơn các bạn theo dõi, đồng hành cùng với Thành Online, cùng với những cái trăn trở, những cái sự chia sẻ của Duy Nguyễn với bạn model nữ xinh đẹp về những cái kỹ thuật động tác thể hình, căn bản nhập môn và cách hướng dẫn. Đối tượng xem video này sẽ rất là nhiều đối tượng cho các bạn. Thứ nhất, đối tượng những bạn muốn làm PT. Thứ hai, đối tượng những bạn nữ muốn tập gym. Và thứ ba là đối tượng khách hàng của THOL, khách hàng của Thor Gym. Phải nên coi những video này để hiểu biết được cách sử dụng thiết bị. Và Duy Nguyễn là người trùm cuối của Thor Gym, ít có cơ hội tiếp xúc với tất cả các khách hàng, cũng là cái sự thiếu sót của cá nhân Duy Nguyễn. Thì Duy Nguyễn cũng thông qua những cái video dạng này để gửi một cái thông điệp gián tiếp tới tất cả khách hàng thân yêu của BBT, đến tất cả những fan hâm mộ cá nhân Duy Nguyễn và BBT. Một lần nữa, mến chào các bạn. Chúc các bạn có một buổi theo dõi livestream của idol thật sự là happy như mong đợi. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.